Xin chào quý anh chị và các bạn. Và trong cái chuỗi video về cái tỷ hưu phong thủy hôm nay thì đây là cái video cuối cùng trong cái chuỗi video này. Trong cái video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái sai lầm thường gặp khi mà chúng ta đeo tỷ hưu phong thủy. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với nội dung của video ngày hôm nay. Tỷ hưu phong thủy, nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách, tỷ hưu sẽ phù trợ cho chủ nhân rất nhiều. Nhưng ngược lại, nếu dùng sai không đúng cách thì chủ nhân có thể sẽ gặp phải vô số cái rắc rối và bất lợi. Vậy thì để tránh gặp phải những cái điều không may, bạn cần tránh những cái sai lầm thường gặp dưới đây. Thứ nhất là chạm vào mắt, mũi, miệng. Khi đeo cái vật phẩm này, bạn lưu ý là không nên dùng tay chạm sờ thường xuyên vào các cái bộ phận như là mắt, mũi, miệng, răng, sừng, mông của tỷ hưu. Và cũng không được để người khác chạm tay vào những cái vị trí kể trên, bởi việc làm này được coi là bất kính, sẽ làm thất thoát tài lộc của chủ nhân. Thứ hai là không vuốt ve tỷ hưu mỗi ngày từ đầu đến đuôi. Dân gian quan niệm rằng tỷ hưu khá lười biếng và thích ngủ, do đó mà tốt hơn hết, bạn nên vuốt nhẹ lên nó mỗi ngày từ đầu đến đuôi, tránh mắt và miệng để đánh thức tỷ hưu và mang lại tài lộc cho bạn. Ngoài ra thì trước khi đeo cái trang sức tỷ hưu thì bạn hãy nhớ là chạm vào nó thường xuyên để tỷ hưu nhận chủ. Tỷ hưu là một trong những cái linh thú có linh tính và nó sẽ tuân theo bạn, giúp đỡ bạn và hỗ trợ bạn, miễn là bạn chăm sóc nó tốt. Cái thứ ba là đeo lắc chân có hình tỷ hưu. Nếu muốn sử dụng cái trang sức tỷ hưu thì bạn có thể chọn cho mình cái dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay, vòng cổ có gắn tỷ hưu, tuyệt đối là không được đeo lắc chân có gắn tỷ hưu. Và cái lưu ý thứ tư là đem cho hay là tặng người khác. Nếu đang đeo cái trang sức tỷ hưu bên mình, bạn nên tránh đem cho, đem tặng hay là bán cho người khác. Làm vậy chẳng khác nào bạn đem tặng và bán đi cái may mắn, cái tài lộc của bản thân vào tay của người khác. Và cái lưu ý thứ năm là làm rơi tỷ hưu. Khi mà đang đeo tỷ hưu thì bạn nên tránh đánh rơi chúng, bởi sẽ làm sứt mẻ, khiến cái linh vật mất thiêng, tuyệt đối là không để rơi vào những cái nơi dơ bẩn. Và cái thứ sáu là đeo khi ngủ, khi tắm. Và cái lưu ý thứ sáu là đeo khi mà đi ngủ, đi tắm. Thì khi mà đi tắm, đi ngủ hoặc là quan hệ vợ chồng thì chủ nhân nên tháo trang sức tỷ hưu phong thủy ra. Ngoài ra thì phụ nữ đang trong cái thời kỳ mang thai hoặc là cái kỳ kinh nguyệt cũng không nên sờ hay là đeo tỷ hưu. Và cái lưu ý thứ bảy là dùng loại tỷ hưu bị khoan hậu môn. Với cái nhu cầu sử dụng tỷ hưu rộng rãi như hiện nay thì thị trường xuất hiện rất nhiều cái tỷ hưu với đủ cái mẫu mã, kiểu dáng và giá cả khác nhau. Một số cái cơ sở vì muốn tiết kiệm cái chi phí sản xuất nên là hầu hết đều khoan một cái lỗ sau hậu môn tỷ hưu để tiện cho cái việc mà xỏ dây. Đây là cái sai lầm khá phổ biến gây thoát lộc. Ngoài ra thì nhiều các loại vòng đeo cổ cũng đều mắc phải cái lỗi này. Trước khi mua thì bạn nên kiểm tra kỹ càng để không mua phải cái loại này. Và cái thứ 8 là chọn màu tỷ hưu lung tung. Tỷ hưu có cái tác dụng là chiêu tài giữ lộc, hộ mệnh, trừ tà. Bạn nên chọn đúng màu hợp với mệnh của mình, tránh chọn lung tung để không rước họa vào thân. Cái màu nào nó phù hợp với cái mệnh của chúng ta, với cái tuổi của chúng ta thì các bạn cái video ở phần trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn là cách chọn màu hợp với cái mệnh, cái tuổi của mình để có cái cách chọn đúng hơn khi mà đi mua tỷ hưu cho bản thân mình. Và cái thứ 9 là không xem tuổi mệnh khi mà chọn tỷ hưu. Đeo tỷ hưu không quan trọng cái tuổi tác, ai cũng có thể là đeo cái vật phẩm này. Tuy nhiên là bạn cần phải xác định chính xác cái nhu cầu mua tỷ hưu để làm gì thì mới biết tỷ hưu có cái phù hợp với mình hay không. Nếu đang muốn tìm vật phẩm phong thủy cầu tình duyên mà chọn tỷ hưu là không đúng, bạn nên chọn hồ ly phong thủy mới là chuẩn nhất. Và cái lưu ý thứ 10 là không chú ý đến cái đối tượng đeo tỷ hưu. Nhiều người không dám đeo tỷ hưu cho trẻ con vì lo ngại cái linh vật này có cái hình dáng dữ dằn sẽ ảnh hưởng xấu tới bé. Tuy nhiên thì đeo tỷ hưu phong thủy cho bé hay quấy khóc được coi là lá bùa trừ tà hữu hiệu, giúp cho bé ngủ ngon, bớt quấy hơn. Và cái lưu ý 11 là để tỷ hưu tiếp xúc với hóa chất. Việc thường xuyên để cái trang sức tỷ hưu tiếp xúc với hóa chất sẽ phá hủy cái kết cấu của cái linh vật này, cũng như làm mất đi cái tác dụng của chúng. Và cái lưu ý thứ 12 là đeo cùng với quá nhiều các cái đồ trang sức khác. Bạn không nên đeo tỷ hưu chung với quá nhiều các cái đồ đá quý trang sức khác vì chúng có thể bị hỏng do va chạm lẫn nhau. Quý anh chị thân mến, trên đây là 12 cái lưu ý khi mà đeo tỷ hưu phong thủy. Các bạn chú ý cần phải xem xét lại một cách cẩn thận.
Và cuối cùng xin chúc quý anh chị sẽ gặp nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.